Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào quý khách nhá. Vâng, thì đầu xuân năm mới đồ gỗ Tùng Tám xin gửi tới các ông bà, các bác, các cô chú cùng toàn thể các anh chị em trong mọi miền Tổ quốc. Vâng, một lời chào thân ái, một lời chúc mừng năm mới. Vâng, thì năm mới đồ gỗ Tùng Tám được xin chúc quý vị, các ông bà này, các toàn thể các anh chị em một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, và một năm đầy những tương lai và hứa hẹn, và sẽ gặt hái được nhiều thành công và thắng lợi hơn. Vâng, để kiếm được thật nhiều tiền để mua và sắm đồ để ủng hộ kênh đồ gỗ Tùng Tám nhá. Vâng, thì nhân dịp năm mới thì vâng, tôi xin giới thiệu luôn với quý vị một bộ trường kỷ. Vâng, được chúng tôi bộ trường kỷ này là đã có chủ nhân rồi. Vâng, đó là anh Bảo. Vâng, anh ở tại xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Vâng, anh rất gần với cơ sở đồ gỗ Tùng Tám chúng tôi. Vâng, thì tuy nhiên nó có chủ nhân rồi, nhưng mà tôi vẫn giới thiệu cho quý vị tham khảo để biết bộ trường này. Thế nếu như quý vị nào có nhu cầu thì sẽ sắm một bộ này, thì sẽ xin liên hệ với cơ sở đồ gỗ Tùng Tám chúng tôi. Vâng, thì đây bây giờ trước tiên tôi sẽ giới thiệu với quý vị là cái bộ trường này là chất liệu bằng gỗ vụ Lào. Vâng, được chúng tôi nhập khẩu từ Lào. Vâng, thì chúng tôi đóng bộ trường này là đục cảnh tích. Vâng, và các huỳnh này là đục tích nhá, đục hai lớp tổ ong. Vâng, hai lớp tổ ong này đó, rất là tỉ mỉ, rất là chi tiết. Vâng, vâng, được chạm khắc đúng kiểu núi cổ đây. Vâng, kể cả các yếm dạ này là được tôi chạm hai lớp tổ ong hết, rất là tỉ mỉ từng chi tiết đó. Vâng, thì cái trường này là nó có kích thước là chúng tôi gọi là trường đại quý vị nhá. Vâng, nó dài 2m17. Vâng, tất nhiên chúng tôi sẽ làm vào những con trực đẹp, các số đẹp rồi. Phủ bì là dài 2m17 nhá quý vị nhá. Còn rộng phủ bì nó là 62 phân quý vị nhá. Đó, còn phần sử dụng này là 49. Đấy, phủ bì là 62, sử dụng 49 phân. Vâng, đây. Ngồi thử quý vị. Đấy, con người Việt Nam tôi có người Việt Nam chúng ta ngồi là nó nhỏ. Và ngồi nó rất là vừa vặn với. Đấy, rất là vừa vặn và rất phù hợp cho các cái nhà ngang, nhà cấp 4. Vâng, hoặc là nhà gỗ cổ. Vâng, là cái bộ trường này rất hợp. Vâng, thì cái trường này là cái tíu của nó, đây chúng tôi gọi là cái tíu nhá. Nó dài là 2m17. Vâng. 1m27. Vâng. Rộng là 57 phân. Đấy, kích 57 phân. Đấy, tại vì sao lại làm con số 57? Và con số 57 là nó rất là đẹp. Mấy hai là nó lại phù hợp với cái khổ khoảng, cái kích thước của một bộ trường như này. Đấy, thì kê vào nó rất vừa vặn quý vị nhá. Đấy. Đây, tôi ngồi cho quý vị xem. Cái tíu sẽ ngắn hơn để có thể mình đi ra đi vào như này là nó rất tiện lợi. Đấy. Thì bây giờ tôi giới thiệu cho quý vị xem về cái phần vân gỗ nhá. Đây, tôi sẽ quay gần cho quý vị xem về cái vân gỗ. Hai cái mặt trường này được chúng tôi chọn là nó liền tấm. Vâng, nó liền tấm và nó dày là 2 phân quý vị nhá. Và vân này nó đều tự nhiên. Đấy, cả một nhìn như cả là một thân cây gỗ luôn này. Vâng, thì được cái ưu điểm của nó là hai bên. Vâng, hai bên nhá. Bên này với bên kia nhá, là nó giống hệt nhau. À, đấy, khi quý vị đứng mà ngắm ấy, thì là nhìn nó giống hệt nhau. Các cái đường xoáy vân, đấy, một đôi trường mà nó giống hệt nhau luôn. Nhìn như là một cây gỗ luôn, cả thân cây gỗ luôn. Mà đây là vân tự nhiên quý vị nhá. Cơ sở của tôi là chuyên thi công và sản xuất đồ gỗ tự nhiên nhá. Và không làm ván công nghiệp, hoàn toàn là làm đồ gỗ tự nhiên. Và đồ gỗ tự nhiên là sẽ làm đẹp ngôi nhà bạn rất lâu dài, bền vững về sau này, giá trị về mai sau, không bao giờ lỗi thời. Riêng trường kể là nó truyền đời mãn kiếp, không bao giờ lỗi thời. Nếu nhà ai có nhu cầu thì sẽ mà sắm một bộ trường như này ấy, chắc chắn dày dặn và đẹp như của anh Bảo ở xã Yên Dưỡng như này ấy, thì sẽ xin liên hệ với cơ sở đồ gỗ Tùng Tám của tôi nhé. Và cơ sở của tôi là chuyên nhận đặt theo kích thước mẫu mã theo ý thích từng người. Vâng, các loại mẫu mã trường kể salon, tủ rồi thì sập gụ rồi thì là bàn thờ ăn gian. Vâng, thì cuối cùng tôi xin chúc toàn thể quý vị, các ông bà, các cô chú, các anh chị em
một năm mới an lành, thịnh vượng và một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, một năm đầy những tương lai và hứa hẹn. Vâng, tóm lại cuối cùng là kiếm được thật nhiều tiền để ủng hộ cho cơ sở gỗ Tùng Tám của tôi. Vâng, cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn và chào tạm biệt.